Em Ngọc Khôi Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em tại cửa hàng Salon Ô Tô Ngọc Khôi số 57 Trần Phú Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và với tầm tiền hơn 400 triệu nha anh chị nha. Hơn 400 triệu thì Mazda BT50 là một cái sự lựa chọn rất là ổn định cho anh chị rồi. Hai cầu, dung tích máy 2.2, hai cầu điện, số sàn, hộp số 6 cấp. Trọng tải của chiếc xe BT50 này thì tải cho là 749 kg. Có thể vào thành phố bình thường nha anh chị nhá. Vào thành phố bình thường. Trang bị chiếc xe này thì chúng ta đã có cam dê, cam hành trình, hệ thống ABS, hai túi khí. Vào được một nắp thùng thấp rồi nè anh chị nè. Một nắp thùng thấp. Và phong dáng của chiếc BT50 2015, và chiếc xe này được giao xe vào tháng 1 2016, được qua form 2016 rồi nha anh chị nha. 455 triệu là giá cửa hàng bên em chào bán cho anh chị. Và mọi chi tiết chiếc xe này và kỹ lưỡng qua hình ảnh thì anh chị hãy vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0976124949. Cứ kết bạn Zalo, em gửi hình cho anh chị nha. 455 triệu bên em bao đăng kiểm mới cho anh chị. Tại vì tình trạng của chiếc xe này là đậu xe từ tháng 3 2020, tháng 3 năm nay nha. Bao đăng kiểm mới cho anh chị. Và chi tiết chiếc xe này vẫn cam kết cho anh chị xe rin 80%, không cấn đụng, không tai nạn, không thủy kết, không ngập nước. Chiếc 93C06659. Về phần cụm đèn thì chiếc xe này vẫn là trang bị halogen nha anh chị nha. Vẫn là sử dụng cụm đèn halogen và xi nhan bên hông. Đó, bên đuôi của cụm đèn, xi nhan nằm bên này. Thích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu nữa, cũng như là phần đèn cản. Đây nha anh chị nha, phần đèn cản, đèn sương mù. Và dàn vỏ thì dàn vỏ trước có thể nói đang rất là cao ráo nha anh chị. Đó, rất là cao ráo. Còn chi tiết về phần vỏ này thì anh chị, chi tiết về phần vỏ thì dường như là thể nói là 90% cho dàn vỏ trước. Gầm bệ thì chiếc xe này sử dụng khung gầm Ford, cho nên là chạy nó cũng có nhiều chi tiết nó hơi giống Ford, nhiều chi tiết hơi giống Ford, và cái nét xe nó cũng gần giống như Ford bán tải Ranger nha anh chị nha. Bệ bước thì chúng ta sẽ có một bệ bước lên xuống bằng inox rất là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Còn về phần chi tiết bên trong thì chiếc xe này thì nội thất của em nó được trang bị bộ ghế da rồi, viền đỏ, chủ đạo đen viền đỏ nha, rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Trần thì đã được bọc keo rồi. Chi tiết về phần trụ xe đây thưa anh chị, trụ xe đi lên chỗ này thì đang dính vết bát này. Đó, trụ xe đi lên rất là đẹp, và keo chỉ sơn si là rất là căng nha. Nè, không có một tì vết gì luôn trên phần trụ xe cả. Đó, đến trụ B rất là tốt này, đúng không ạ? Về phần tắp bi thì bên hông này chúng ta sẽ có nỉ nha anh chị nha. Tắp bi nỉ, ổ khóa thì đang không bảy màu. Đó, và keo chỉ là không mất của anh chị một phân nè. Đó, chỗ này thì chúng ta dính bát nè. Đó, không mất của anh chị một phân keo chỉ nào cả. Còn bệ bước lên xuống thì chỗ này nó hơi có chút xíu trời, nhưng mà xe đã qua sử dụng, cái đó rất là bình thường nha anh chị nha. Còn đóng cửa rất là chắc tay rồi. Màu xanh hơi ngả qua xám một chút xíu, xanh hơi ngả qua xám một chút xíu. Còn về chi tiết về phần cửa ghế lái đây thưa anh chị, keo chỉ không mất của anh chị phân nào nè. Đó, tắp bi là đang còn rất là đẹp nè, rất là nột nè. Cái chỗ mà tay nắm đóng cửa không bị ố nhá, không bị ố nhá. Gập điện nè, chỉnh điện đây. Còn dưới hộc bùng lái ngó lên đây nha anh chị nha, em sẽ quay hộp bùng lái cho anh chị, bật đèn lên nè. Đây, khoang bùng lái đây, mọi chi tiết rất là chuẩn nha. Cho đến phần túi khí trên vô lăng cũng vậy, đẹp. Và chất xe thì có thể nói là mới sử dụng có 56.994 cây khi về cửa hàng bên em. Và trang bị trên phiên bản này là một hộp số 6 cấp, hai cầu điện, cũng như là hai túi khí trên chiếc xe này. Và bên hông này thì chúng ta sẽ có một cái đầu thích hợp AU USB, và cái cổng USB của Mazda thì được giấu bên trong này nha anh chị nha, ngay chỗ cái hộp cốp luôn. Mình phải mở ra như thế này mới thấy. Thì người sử dụng đã cắm dây AU sẵn, và cũng như là một cái USB gì đó cho mình rồi.
đúng không ạ. Còn chi tiết tiếp theo thì về phần đồ chơi chiếc xe này thì được người sử dụng lên một cái gì đó, một cái màn hình rồi. Chắc em nghĩ là sẽ có cả cam hành trình trên này luôn. Bật chìa khóa lên con nào. Để kích điện lên coi xem coi chúng ta sẽ có gì trên này. Đây thưa anh chị. Cộng thì đã vào điện rồi, một cái đầu vịt map nè. Đó. Và tích hợp cả camera hành trình cũng như là lùi xe trên xe này rồi. Còn về phần máy, đây nha anh chị nha. Hiện tại bây giờ em sẽ nổ máy và kim nước chưa có lên nè. Đây anh chị, chọn tua máy nè, đang báo dầu chút xíu thôi, lượng dầu trong bình chạy được 72 cây nữa khi báo dầu nha. Và xe thì bây giờ em sẽ đóng cửa. Đây, cách âm rất là tốt nha anh chị nha. Và tình trạng lỗi điện là không có nha. Đó. Còn trên đầu vịt map thì rất là xịn sò cho mình rồi. Đúng không ạ? Mình sẽ coi xem coi nè. Vào số dê. Yeah. Cái đầu này có vẻ loét hơi chậm. Hơi chậm một chút xíu. Em sẽ rút ra và cắm lại. Thông thường thì những cái đầu này thì được người sử dụng lên và giữ cái option, một phần là tiết kiệm chi phí, một phần thứ hai là tiết kiệm về cái không gian. Đây, học để gương này. Rất là tốt, sàn siết trần này. Em sẽ quay phần trần cho anh chị. Trần tuyệt vời này. Đúng không ạ? Còn chi tiết tiếp theo về phần vân tắp bi này. Rất là tốt này. Đúng không ạ? Kính gập điện, chỉnh điện. Chỗ này mình sẽ có thêm một cổng sạc 12V trên này nữa. Ở đây, góc này. Cũng như là vị trí cài cầu này. Rất là đơn giản này. Bật hai cầu chậm này, hai cầu nhanh này. Đó. Hai cầu nhanh nè, hai cầu chậm nè. Đó. Đúng không ạ? Nhưng mà khi mình cài cầu thì đa phần mình chế độ của cầm số mình sẽ về mo nha. Còn test cái hộp số cho anh chị nè. Hộp số nè. 1 2 3 4 5 6 số, đúng không ạ? Còn số dê thì chúng ta phải bóp lên vào tầng nữa. Vào ổ số dê. Đúng không ạ? Thì mình sẽ có hai cái tầng như thế. Nha. Còn chi tiết về khoang buồng lái thì bên hông này chúng ta sẽ có kính cấp điện này. Cái nút ngay tay em nha. Kính cấp điện bấm vào đây. Gập điện này. Hai bên gập rất là mượt nha. Và chỉnh điện luôn. Đó. Rất là tốt nè. Kính thì tầm nhìn của chiếc BT50 đây nha anh chị nha. Rất là cao ráo luôn. Đúng không ạ? Và máy lạnh thì em sẽ tải luôn máy lạnh luôn. Đây anh chị, đang chạy máy lạnh nha. Số 2 nè, gió trong nè. Và mức tiêu hao tua máy chỉ rơi vào 900 vòng trên phút thôi. Đó, rất là ok nha. À, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài và quay đi một vòng chiếc xe coi xem coi em nó sẽ như thế này. Động cơ 2.2 như Ford. Đó. Khung gầm của Ford, máy cũng của Ford luôn. Về phần đuôi cũng như là phần thùng đây thân chị, em sẽ dỡ nắp thùng lên. Như là cái nắp thùng bị khóa thì vậy. Đây thân chị, tình trạng cái thùng của em nó đó rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Hai bên hông này không có chút xíu cấn đụng gì hết nha. Nắp này đẹp này, hông bên này cũng vậy. Còn về phần thùng này thì khi mình mua xe mới á là mình sẽ lắp mới nha anh chị nha. Và thùng này nó sẽ không có trong cái phụ kiện theo xe của bán tại đó. Đó. Rất là ok luôn. 4x4 điểm 93 Bình Phước. Dưới này thì chúng ta sẽ có một cam, vừa là cam da vừa là cam hành trình luôn. Còn máy đang nổ này, không có miếng khói nào hết này. Còn khung gầm đây tên gì, em tháo cái vỏ sơ cua ra để quay cho anh chị chi tiết này. Khung gầm đây rất là đẹp nhá. Đó, cận cảnh luôn, đúng không ạ? Không cấn đục, không tai nạn, không ngập, không trục kích, chắc chắn rồi.
Đây. Rất là ok nha anh chị nha. Về phần khung gầm thì có thể nói là rất là phê rồi. Cũng như là keo chỉ của bên cửa phụ lái. Đây là anh chị. Keo chỉ phụ lái này. Đó. Tập bì này, sạch sẽ này. Đúng không ạ? Vâng, trụ A này. Đó. Đến trụ B này. Đúng không ạ? Còn ổ khóa là không khuyết nè. Và trên dòng bán tải Việt Nam thì đây những chiếc bán tải đa phần là sẽ nhập từ Thái Lan về nha anh chị nha. Xe nhập khẩu nha. Thì đợt vừa rồi á, cái chương trình mà giảm thuế trước bạ thì anh chị cũng đã biết rồi, giảm 50% thuế trước bạ. Nhưng khổ mỗi cái lại cho xe Việt Nam lắp lắp tại Việt Nam chứ không phải là xe nhập Thái nha anh chị nha. Khổ mỗi vậy. Đó, keo chỉ nguyên con cho anh chị luôn. Ổ khóa đẹp này. Đúng không ạ? Ổ khóa đẹp này. Và giá thành đi cày rẻ, mua được hai cầu giá rẻ thì em nghĩ là Mazda BT50 sẽ là một chiếc xe lựa chọn rất là tốt rồi. Đúng không ạ? Tối ưu hóa đồng tiền rất là cao. Bên hông chúng ta sẽ có một đường vân dập ở bên dưới này, chạy theo xe này. Đó. Đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ mở phần máy cho anh chị. Mở phần nắp máy này lên cho anh chị coi về phần máy. Chỗ mở khoang bùng khoang máy nằm đó. Đây thưa anh chị, khoang máy của chiếc BT50 động cơ 2.2. Sử dụng khung gầm và máy của Ford đây thưa anh chị. 2.2. Mỗi cái này của Mazda thôi. Còn bên trong này mọi chi tiết là của Ford hết, bản quyền Ford mà. Đó. Turbo đây nha anh chị nha. Turbo đây. Bình nước là còn màu hồng nè. Đúng không ạ? Cụm đèn mình sẽ mua được cụm đèn chưa phục hồi nè. Còn tem luôn. Dàn viết là đẹp hết nha. Đúng không ạ? Ở BT50 thì em đang còn mỗi chiếc này thôi. Hệ thống ABS nằm đây. Đó. Support thắng này. Bình đẹp này. Nhưng mà hơn hết là cục máy sử dụng phải ổn định nha anh chị nha. Nè, chạy rất là ổn định luôn. Và chắc chắn là những dòng xe như thế này thì máy chưa mở rồi nha anh chị nha. Máy chưa mở rồi. Đó. Còn vân trên cabo đây thân chị. Vân cabo là đẹp tuyệt đối, cũng như là những bông hàng trên này và răng đầu. Đó. Phê đúng không ạ? Cực kỳ phê luôn. Còn bên hông, nước keo bên hông này. Rất là chắc chắn, rất là căng luôn. Sử dụng mâm của BT50, sử dụng mâm 16 inch rồi. Đó. Độ hở của cản tuyệt vời. Còn máy như thế này thì em nghĩ là cái này thì đi cày thì kinh thu rồi, đúng không ạ? Trên cái tấm cách nhiệt là màu đang còn rất là mới luôn. Càng đẹp. Đây thưa anh chị, trên capo thì có những cái đường vân trên này đó, rất là căng và xe tình trạng là mới đánh bát được chút xíu thôi, chưa đánh bát hết xe nữa. Đó. Còn đẹp hay không thì mình cứ coi góc nối trụ A này. Đó. Góc nối trụ A bên dưới này nó phải lúc nào nó cũng đồng màu. Đó. Hai đường nối nè. Đúng không ạ? Còn nước keo thì có thể nói là căng cực kỳ rồi. Còn về phần cụm đèn của BT50 thì cũng rất là sáng nha. Mình sẽ bật dọn đèn lên. Đây thưa anh chị, dàn đèn của BT50 đây, sáng cực kỳ luôn. Đó. Một chiếc xe giá thành bán tải đời cao 2015, đăng ký tháng 1 2016, form 2016, và giá thành chỉ có 455 triệu. Tối ưu hóa được đồng tiền cho anh chị. Nếu như anh chị cần một chiếc bán tải đời cao để đi làm thì đây là một chiếc xe có thể nói là không thể bỏ lỡ. Đó. Và ngày hôm nay em xin gửi đến chị chiếc BT50 sản xuất 2015 và mức giá em xin gửi đến chị
455 triệu bên em bao đăng kiểm mới cho anh chị. Bao đăng kiểm mới nha anh chị nha. Và nếu anh chị thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Có thể chốt trực tiếp bên em có người giao xe cho anh chị nha. Có người giao xe luôn cho anh chị luôn. À, trọng tải được cho là 749 kg. Trang bị hai túi khí, hệ thống ABS. Rồi hai cầu điện. Đúng không ạ? Một chiếc bán tải giá siêu rẻ mà mình có thể nói là mua được dường như là đủ đồ luôn. Đó. Và nếu anh chị thích chiếc Mazda BT50 này, một lần nữa hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô Tô, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em. Và một chi tiết nữa thì em xin gửi đến anh chị, đó là cái hộp số của chiếc xe này chưa có rớt nha anh chị nha. Và cầu kiết là còn nguyên luôn. Đó. Cũng như là phần tem trụ A1 đây. Rất là pin luôn nha anh chị nha. Số sườn nằm đây. Đó. Còn khung gầm thì mê ly rồi. Đó. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô Tô, chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.